Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lóc của Hải. Nội dung trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn đó là các cách tăng tốc độ khai thác cái thằng Open nha các bạn. Thì OpenEdge thì nó cho chúng ta khai thác trên cái app mà Satoshi Mini nha Thì mình đã có những video hướng dẫn các bạn đăng ký khai thác cái thằng OpenEdge này rồi Thì cái app Satoshi Mini đó là lúc trước nó cho chúng ta khai thác cái đồng đó là cái đồng co đao nha các bạn Và hiện tại đồng co đao đã lên xe và có giá trị rồi nha Thì hiện tại nó đang cho chúng ta add drop miễn phí cái thằng OpenEdge nha các bạn Cho nên cái tỷ lệ thành công của cái thằng này khá là cao và nó có lộ trình khá là cụ thể nha các bạn Thì đây mình sẽ cho các bạn xem cái lộ trình của nó nha các bạn và đây là cái lộ trình của nó nha. Hiện tại thì nó cho chúng ta Airdrop đó là 1 tỷ cái đồng Offenite nha các bạn. Và hiện tại chúng ta đã khai thác được gần một nửa rồi các bạn. Là 43,64% rồi. À, tức là 436 triệu cái đồng Offenite đã được khai thác nha các bạn. Và hiện tại nó sẽ cho chúng ta khai thác là dự kiến kết thúc là 15 giờ ngày 13 tháng 4 năm 2024 nha các bạn. Và dự kiến cho phép rút là ngày 20 tháng 3 năm 2024 nha và cái lộ trình của nó khá là cụ thể nha các bạn đúng ngày đúng giờ là nó sẽ cho chúng ta rút nha hiện tại các bạn còn khoảng 5 tháng nữa nha 5 6 tháng nữa để mà chúng ta khai thác miễn phí cái đồng offer này đây nha các bạn rồi và bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn đó là các cách mà tăng tốc độ tối đa cái thằng offer này nha các bạn để mà chúng ta có thể khai thác cái thằng offer này nhiều nhất có thể nha rồi đầu tiên không có cách gì khác đó là chúng ta sẽ mời bạn bè nha các bạn thì mời bạn bè thì các bạn ở treo giao diện trang chủ như thế này các bạn bấm vào cái chữ mà tăng lợi nhuận nè thì ở đây á, nó có cái đường link nè các bạn có thể sao chép cái đường link này để đi mời bạn bè nha thì bạn bè nó sẽ có hai cấp của cái thằng Offinet này nha các bạn đó là bạn bè cấp 1 là chúng ta sẽ được 20 phần trăm cái băm hợp lệ nha còn bạn bè cấp 2 là chúng ta sẽ được 10 phần trăm tỷ lệ băm nha các bạn rồi và chúng ta càng mời nhiều bạn bè thì tốc độ khai thác của chúng ta sẽ càng cao nha các bạn rồi tiếp theo đó là chúng ta sẽ đi đó là trao đổi thẻ băm nha ở đây ở giao diện trang chủ như thế này các bạn bấm vào cái thẻ băm cho mình rồi sau khi mà các bấm vào cái thẻ bấm á, thì nó sẽ hiện ra giao diện như thế này nè ví dụ ở đây á, à, các bạn bấm vào cái chữ các bạn muốn tạo một cái phòng nào mới á, thì các bạn bấm một cái chữ đề đề nghị nè đấy các bạn có thể tạo một cái phòng ví dụ ba hai người ba người bốn người năm người đó là tùy ý các bạn nha ví dụ ở đây mình sẽ tạo một cái phòng năm người nè mình bấm vào cái nút đề nghị nè rồi sau khi mà các bạn bấm vào cái nút đề nghị á, thì nó sẽ hiện ra cái thẻ bấm nè cái mã thẻ bấm nè đây các bạn có thể bấm vào cái nút sao chép này nè để mà các bạn có thể mà đi mời bạn bè nha các bạn thì các bạn vào cái phòng khai thác này rồi thì các bạn sẽ chọn mời thêm bốn người nữa để vào cái phòng khai thác này nha các bạn thì khi mà bốn người vào cái phòng khai thác này thì các bạn sẽ tiến hành trao đổi cái thẻ băm nha để mà tăng tốc độ khai thác nha và các bạn có thể tạo ra nhiều cái thẻ băm ví dụ phía bên dưới nè các bạn có thể tạo ra đề nghị nè đề nghị thêm một cái thẻ băm nữa các bạn chọn 5 người nè các bạn bấm vào nút đề nghị nè thì chúng ta sẽ tạo thêm một cái phòng nữa đây như mình là mình tạo hai phòng nè và các bạn có thể tạo ra nhiều phòng nha và cái thẻ băm này mình sẽ để bên dưới phòng bình luận nha các bạn có thể copy mà vào cái phòng khai thác của mình để mà tăng tốc độ khai thác nha thì mình cũng sẽ tăng tốc độ khai thác mà bạn cũng sẽ tăng tốc độ khai thác nha các bạn rồi mà để mà các bạn có thể mà sử dụng cái thẻ băm này thì các bạn làm sao ví dụ ở đây các bạn đây có cái chữ tham gia nè ở đây có chữ kéo các bạn kéo xuống dưới nha ở giao diện trang chủ như thế này các bạn kéo xuống dưới có cái chữ tham gia này các bạn bấm một cái chữ tham gia thì các bạn có thể nhập cái mã thì ba vào đây để vào vào cái phòng của mình nha các bạn đấy hoặc là các bạn có thể uh, tạo cái phòng các bạn đi chia sẻ cái thị ba này cho người khác còn các bạn tham gia là các bạn bấm vào chữ tham gia để các bạn vào cái phòng của người khác nha đấy các bạn phải phân biệt nha rồi tiếp theo đó là chúng ta sẽ sử dụng đó là cái thẻ tặng nè các bạn bấm vào chữ thẻ tặng nha thì uh, sử dụng thẻ tặng này ở đây nó có những cái mã nè các bạn có thể sao chép cái thẻ tặng này các bạn bấm sao chép nè và các bạn đi giới thiệu uh, cho những người khác nha thì cái thẻ tặng này nó khác cái thẻ băm nha thẻ tặng này uh, là mỗi một thẻ chỉ có được một người sử dụng thôi nha các bạn đây uh, và có rất nhiều thẻ rằng các bạn có thể sử dụng những cái thẻ này để mà đi tặng cho người khác thì sử dụng thẻ tặng uh, thì bạn cũng sẽ được tăng tốc độ khai thác mà người người uh, khác cũng sẽ được tăng tốc độ khai thác nha các bạn hai người cùng nhau tăng tốc độ khai thác luôn À, còn à, các bạn phân biệt nha cái thẻ băm á là à, 5 người cùng vào trong một phòng để mà khai thác còn cái thẻ tặng á là mỗi một người chỉ sử dụng một thẻ thôi nha các bạn và cách sử dụng thẻ tặng thì cũng đơn giản ở đây có cái chữ mà sử dụng thẻ tặng nè các bạn nè các bạn bấm vào cái chữ sử dụng thẻ tặng nha, thì các bạn nhập cái mã mời thẻ tặng nha, thì ở đây ví dụ mình để tất cả cái đường link mã mời cái thẻ tặng của mình bên dưới phòng bình luận nha các bạn có thể nhập vào đây để mà tăng tốc độ khai thác nha các bạn, thì cái này mỗi một người sử dụng một thẻ thôi các bạn, cho nên khi mà các bạn nhập vào á sẽ nó đề là nhiều khi có thể người khác sử dụng rồi á, thì các bạn có thể nhập cái thẻ khác nha, mình sẽ để tất cả bên dưới phòng bình luận nha các bạn đấy hiện tại thì thằng này nó có ba cách tăng tốc độ khai thác nha đó là sử dụng thì băm nè sử dụng thì tặng nè rồi đi mời thì băm nè đi mời thì tặng nè rồi tiếp theo đó là các bạn có thể đi mời bạn bè nha mời bạn bì của cái app này để mà tăng tốc độ khai thác nha các bạn rồi và tất cả các mà thì băm và thẻ tặng mình sẽ để bên dưới phòng bình luận nha các bạn có thể clip vào để mà copy dán vào để mà chúng ta cùng nhau tăng tốc độ khai thác nha các bạn thì hiện tại thằng này nó chỉ còn năm sáu tháng nữa thôi là nó sẽ cho rút về đó là ví MetaMask hoặc là rút về một cái sàn giao dịch nào đó nha các bạn. Cho nên chúng ta tranh thủ nha, bởi vì cái thằng này tỷ lệ thành công của nó khá là cao đó các bạn. Cái thằng đau lúc trước nó mới lên sàn các bạn, giá của nó cũng khá là cao đó các bạn, vài chục đô chứ không ít đâu các bạn. Và chúng ta khai thác số lượng nhiều thì đến khi đó mình cảm thấy khá là tiềm năng nha các bạn. Cho nên các bạn không nên bỏ qua cái thằng Oppenet này nha các bạn. Rồi video chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc và các bạn có thể nhấn nút đăng ký và quay chuông bên cạnh để đón xem những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.